Sau các trận mưa lớn những ngày vừa qua, nhiều điểm sạt lở đất ở phần ta luy âm của tuyến quốc lộ 27C gây nứt vỡ mặt đường nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng đang khẩn trương cho khắc phục sửa chữa. Dọc tuyến quốc lộ 27C nối Đà Lạt với Nha Trang, đoạn qua xã Đạ Sa và Đạ Trai, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, trong đó có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng, có nơi sâu khoảng 10m, dài hơn 50m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ giao thông trên tuyến quốc lộ này. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng đã triển khai khắc phục 2 điểm sạt lở với kinh phí 5,45 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến hết tháng 10 sẽ hoàn thành các hạng mục đầu tư để bảo đảm an toàn giao thông. Còn điểm sạt lở tại km 80 cộng 800 trên địa bàn xã Đạ Trai sở đề xuất kinh phí để sớm khắc phục điểm sạt lở này. Liên quan đến vụ sạt lở, sụt lún đường giao thông tại dự án khu dân cư tổ dân phố 3, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức rào chắn, phong tỏa toàn bộ khu vực, cấm người và phương tiện giao thông qua lại đồng thời hướng dẫn người dân lưu thông theo hướng khác để đảm bảo an toàn